Đó, xin chào cả nhà. Ông xã mình hết bia. Đó, hết bia, sắp bia. Thấy chưa? Thấy người vợ nào như thế này chưa? Đó, sữa nè. Đó, sữa trái cây nè, sữa cam nè. Giờ phải dọn cái tủ lạnh để mới cho bơ nè cả nhà. Bơ ăn không hết luôn nè, một trái. Một trái bơ ăn đuối luôn á. Quên cái vụ ngồi cạnh này. Giờ mình sắp mình còn đúng một lon duy nhất. Còn đúng một lon duy nhất thôi. Bây giờ mình sẽ sắp vào. Đi làm cả ngày, tối về làm vài lon giải mỏi ngủ, mai đi cày tiếp, nuôi vợ nuôi con tiếp, ngày nào cũng như ngày nào, như vậy thôi là đủ rồi đúng không cả nhà? Như vậy ok rồi, mãn cuộc đời cũng là đủ rồi. Bây giờ còn một cái lon cũ này bỏ ngoài ra, tối cho ông không biết ngõ ông uống cho cái lon này đó, thấy chưa? Rồi bây giờ bắt đầu sắp nước ngọt cả nhà, bây giờ bắt đầu sắp nước ngọt nè, đó bây giờ sắp nước ngọt vô rồi, mời cả nhà nhậu nha, ai nhậu nhậu, ai uống nước ngọt uống nha, 1 2 3 vô.